Hoa Kỳ muốn rằng Nga sẽ suy yếu vì cái cuộc xâm lược này, tức là xâm lược Ukraine đó. Phải chăng đây là một chiến lược của ông Biden? Đây người ta đặt câu hỏi đó. Tuyên bố mới đây của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin rằng Washington muốn thấy Nga sẽ bị suy yếu về quân sự, không thể phục hồi nhanh chóng sau cái cuộc chiến với Ukraine. Tại cuộc họp báo ở Ba Lan ngày 25 tháng 4 sau cái chuyến đi bất ngờ thăm Kiev đó, ông Lloyd Austin được hỏi là liệu bây giờ mục tiêu Hoa Kỳ có khác với trước đây hay không? Thì ông đã trả lời là chúng tôi muốn thấy rằng Ukraine là một quốc gia có chủ quyền, một quốc gia dân chủ có thể bảo vệ lãnh thổ có chủ quyền của mình. Và chúng tôi muốn thấy rằng Nga suy yếu đến cái mức là không thể lập lại những cái điều mà họ đã làm khi mà xâm lược Ukraine. Hiện chúng ta có hiểu là Nga đã mất nhiều khả năng quân sự cũng như nhiều binh lính. Và chúng tôi muốn thấy Nga không có khả năng phục hồi nhanh. Và cộng đồng quốc tế đã đoàn kết hơn, đặc biệt là phía NATO, và mọi người đều thấy cái điều đó. Và ông Ngoại trưởng Hoa Kỳ là Blinken đó, ông nói là chúng tôi nghĩ rằng cái Bộ trưởng Quốc phòng của chúng tôi đã nói rất đúng điều này. Bộ trưởng Quốc phòng Anh là Ben Wallace ngày 25 tháng 4 nói rằng Anh ước tính những tổn thất của Nga có thể mất đi 1/4 sức mạnh so với trước khi xâm lược, với 2.000 thiết bị vũ trang đã bị loại bỏ, trong đó ít nhất là 530 xe tăng và 60 máy bay. Thì họ nói thế này, khi mới xâm lược Ukraine đó thì Tổng thống Hoa Kỳ là ông Biden nhấn mạnh rằng ông không muốn có cuộc cạnh tranh giữa Mỹ và Nga. Ông Biden từng nói hồi đầu tháng 3 là cuộc đối đầu trực tiếp giữa NATO và Nga sẽ là chiến tranh thế giới thứ ba, đó là điều mà chúng ta không ai muốn. Tuy nhiên khi Nga bắt đầu chịu nhiều tổn thất cũng như xuất hiện có nhiều cái tố cáo là Nga có hành động tàn bạo, tàn ác trong chiến tranh thì Hoa Kỳ đã trở nên cứng rắn hơn. Ban đầu thì Mỹ có kế hoạch giúp cho Ukraine duy trì một cuộc nổi dậy chống lại lực lượng Nga đang chiếm đóng, nhưng Nga đã không đạt được cái mục tiêu là khuất phục Ukraine. Hiện Nga bây giờ đang chuyển sang cái mục tiêu là củng cố quyền nắm giữ ở khu vực phía đông Donbass. Và về mặt nào đó thì họ nói cái mục tiêu chiến tranh của Nga là Nga đã bị thất bại và Ukraine đã thành công. Đó là lời của ông Blinken. Chúng tôi không biết là những ngày còn lại cuộc chiến như thế nào, nhưng chúng tôi biết chắc là Ukraine độc lập và có chủ quyền sẽ tồn tại lâu hơn nhiều so với ông Putin. Một quan chức cấp cao Hoa Kỳ cũng nói với các phóng viên sau khi ông Blinken và ông Austin trở về từ Kiev là dù chiến tranh này kết thúc kiểu gì, Nga sẽ ở cái thế yếu hơn, Ukraine đang ở vị thế mạnh mẽ hơn để có thể đối phó bất kỳ một cái hành động xâm lược nào. Đại sứ Nga tại Mỹ là ông Antonov cũng yêu cầu Washington phải ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine. Tổng thống Zelensky cho biết cái khoản hỗ trợ quốc phòng 3.4 tỷ USD do Mỹ cung cấp đến nay là đóng góp lớn nhất trong các nỗ lực quốc phòng của Ukraine. Bên Tòa Bạch Ốc cho biết có kế hoạch để đề cử cái Bridget Brink đó, sẽ là đại sứ hiện tại của Hoa Kỳ tại Slovakia, sẽ làm trở thành đại sứ tại Ukraine. Vị trí này đã bỏ trống kể từ khi đại sứ cuối cùng được Thượng viện xác nhận tại Ukraine, Mary Jovanovich, đã bị Tổng thống Trump sa thải hồi năm 2019, thưa quý vị.